Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Tiền bối rốt cuộc là muốn đi đâu? Cứ hỏi mãi, ngươi có thôi đi chưa? Nhưng ta đi theo ngài. Ngày nào cũng đi vào nhầm cấm địa thượng cổ, còn không thì sẽ gặp phải tai họa kỳ nạn. Tu vi của ngài cao cường ngược lại thì không sao, nhưng mà ta thật sự là không chịu được. Thiên phạt, ông trời đây nào bị điên rồi ư? Nhìn có vẻ thì mùi vị cũng không tệ. Có lẽ là đã hầm rồi đúng hay không? Mẹ nó, lốc xoáy sao lại có cá mập cơ chứ? Nhân quả pháp tắc chi lực, đây chính là vùng đất Trung Nam ở trong truyền thuyết hay sao? Vùng đất Trung Nam là cái gì vậy? Nghe nói ở đây có thể nhìn được quá khứ và có thể thấy được tương lai xa xôi. Tiền bối nhanh nhìn kìa, con đường kia có người, tu vi hình như là không đơn giản. Có thánh hiệu. Thần Uy Thiên. Đây là tồn tại đáng sợ cỡ nào? Gọi thẳng tên của hắn như vậy, suýt chút nữa là hình thần câu diệt rồi. Vận khí của ngài quá là kém rồi. Ngươi có tư cách nói với ta sao? Cái gì gọi là vận khí kém? Khi ta chưa gặp ngươi, vận may cũng không biết là tốt đến nhường nào. Tiểu tử ngươi không lẽ là sao chổi xui xẻo đó chứ? Sao có thể chứ? Trước đây khi ta gặp nguy cơ lớn đều hóa nguy thành an. Bỏ đi, dù sao cũng sắp đến rồi. Thế thì ta sẽ nói cho ngươi biết rốt cuộc là đi đâu. Chính là ở trước mắt. Lần này chúng ta sẽ đi tìm Ma Đế. Ma Đế. Ngươi có quan hệ gì với ma chủ, sư huynh, sư đệ sao? Không có quan hệ gì cả. Cũng thuộc ma đạo mà thôi. Vậy bọn họ ai mạnh hơn? Thực lực không biết, nhưng mà ma đế thuộc thời đại xa xôi hơn. Thành tựu cao càng cao hơn. Cái gì là thành tựu? Không biết. Vậy vậy, ngươi mà còn hỏi ta sẽ ném ngươi xuống dưới đấy. Đừng mà. Đợi lát nữa bái kiến ma đế, ngươi phải lấy lại tinh thần, không được nói lung tung đấy. Nếu như không hiểu thì nhìn sắc mặt của ta mà hành sự có hiểu hay chưa? Sắc mặt. Ai à, quen rồi. Ma khuyển. Ngươi có biết hoàng triều của trẫm cường thịnh cỡ nào hay không? Là lên cơn điên rồi. Trẫm phấn đấu cơ nghiệp trăm đời, nuốt chửng tám phương mà vị tiên môn vong, nắm giữ thiên hạ, uy chấn tứ hải. Hai nắm, công của ma đế bệ hạ đương nhiên là đương truyền vạn thế. Ngoài điện là kẻ nào? Ai vậy? Đừng từ xa thì đã lịnh bợ tên điên này rồi. Bẩm ma đế bệ hạ, tại hạ là La Cầu Ma. Biết được bệ hạ thức tỉnh nên đặc biệt đến đây góp sức. Xem ra chính là ngươi đã sắp xếp, ngươi đánh thức trẫm đúng hay không? Nói đi, ngươi muốn phần thưởng gì hay không? Bệ hạ, nếu như muốn thống nhất thiên hạ, đó chính là phần thưởng tốt nhất đối với tại hạ. Lời này là có nghĩa gì? Tại hạ ngày khác phi thăng, tất nhiên là muốn đi gia nhập thượng giới ma cung. Ma đạo thống nhất thiên hạ, lắm giữ nhân gian, là thử thách mà ma cung trong mơ gửi gắm cho tại hạ. Thượng giới ma cung, nếu như chậm phi thăng, ma cung có bằng lòng ra tay tiếp nhận hay không? Nếu như bệ hạ có thể đăng lên chí tôn bảo vị,
tại hạ tin rằng Ma Cung nhất định là sẽ giúp ngài một tay trong phi thăng kiếp. Đại thiện. La Khanh mời ngồi. Cảm ơn bệ hạ. La Khanh, bên cạnh ngươi là ai vậy? Đây không phải là đồ đệ của chủ nhân hay sao? Sao hắn lại ở đây được chứ? Tô Kỳ, hắn là đệ tử quan môn của ma chủ. Ma môn bận tu luyện, bảo hắn đến đây góp sức cho ngài. Để một đệ tử đến đây, ma chủ đây chính là muốn qua mặt trẫm hay sao? Bệ hạ đừng giận, tính tình của ma chủ cực kỳ thích giết người. Không đến còn tốt hơn một chút. Được rồi. Có đệ tử này đại diện cho thái độ của ma chủ, có thể giúp chúng ta chỉnh hợp lại ma đạo nhanh hơn. Vâng. Con chó của ma đế này thật sự không giống con chó. Chết rồi, hắn không nhận ra mình. Lúc đó vẫn là bộ dạng con chó. Đây chính là đại cơ duyên mà ta đã nói, còn không nhanh hành lễ đi. Tô Kỳ bái kiến ma đế bệ hạ. Bệ hạ thiên thu vạn đại. Ấy, ngược lại là thông minh, bao nhiêu năm rồi đều không nhận ra ta rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Người này tu vi cực kỳ thấp, tại sao sau khi lại gần, chẫm lại cảm thấy rất là sợ hãi? Từ nay về sau, ngươi giúp chẫm nuôi chó, thuận tiện trông nó. Hả? Đây chính là cái được gọi là cơ duyên sao, giúp ma đế này nuôi chó. Tố Kỳ, lẽ nào không phải là cứu binh mà chủ nhân phái đến hay sao? Sau này phải tìm cơ hội nói cho tên tiểu tử này biết thân phận của mình mới được. La Khanh, chẫm có một việc cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Đi về Đại Yến. Tìm một tông môn tên là Ngọc Thanh Tông. Giết chết một tu sĩ tên là Hàn Tuyệt. Sư phụ. Đấu pháp không được lỗ mãng. Hệ thống nhắc nhở, thật ngại quá. Tiệm này bỏ đá nhiều quá. La Cầu Ma. Giết Hàn Tuyệt. Con người ngươi cũng không khách khí chút nào. Vừa mới gặp nhau không bao lâu thì đã bắt đầu dặn dò người khác rồi. Hy vọng La Khanh nhanh chóng khởi hành, đừng làm lỡ thời gian nữa. Được được, ta sẽ đi ngay. Này là Ngọc Thanh Tông, sao ma đế cũng muốn đối phó với Ngọc Thanh Tông? Đại Yến xa như vậy, mẹ nó, ai muốn đi thì đi. Huống hồ ma quân đã nhận việc rồi, không cần phải đi. Nói bằng lòng ra sức cho người, đó là xem trọng người. Mọi người công cụ phục hưng cho ma đạo người, ai thèm quan tâm đến. Hàn Tuyệt, ngươi đã làm gì với kế Nại Hà? Lại để cho kế Nại Hà phái người đến giết hắn xa vạn dặm. Như vậy cũng có chút thú vị. Có lẽ cũng xem là một người kỳ diệu. La Cầu Ma sản sinh độ thiện cảm với người. Độ thiện cảm hiện tại là 1 sao. Đại thừa cảnh tầng 4, La Cầu Ma. Độ thiện cảm 1 sao. Một trong ma đạo ngũ tồn. Bởi vì bất mãn với kế Nại Hà không nể mặt bản thân, cho nên sản sinh ra hứng thú với việc kế Nại Hà muốn giết người. Là ý gì đây? Ngày ngày nguyền rủa, còn có tình cảm nữa sao?